Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố quyết định công tác cán bộ tại quận Cẩm Lệ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự và trao quyết định. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Đường, trưởng phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định điều động ông Nguyễn Hải Đường, trưởng phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong rằng cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác, đoàn kết cùng các thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ quận Cẩm Lệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của thành phố nói chung và quận Cẩm Lệ nói riêng.